Còn kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Anh và sinh nhật nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, thương hiệu thiết bị nhà bếp hạng sang đến từ Anh Quốc, lần đầu tiên tổ chức sự kiện với tên gọi British Wood was Built in London, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017, với buổi họp báo sự kiện và tiệc trà chiều dành cho tất cả các khách tham dự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự kiện, Dudev London hân hạnh đón tiếp rất nhiều anh chị phóng viên của các tạp chí uy tín như Doanh Nhân, Saigon Times, Grab Report, Golf and Life đã đến tham dự buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập bếp Domino mới, cũng như được thưởng thức màn trình diễn ẩm thực độc đáo ngay trên bộ sản phẩm bếp này. Món Fish and Chips trứ danh của Anh Quốc đặc biệt được gửi đến các phóng viên và khách mời tham quan và đã giành được rất nhiều lời ngợi khen. Mang không khí buổi tiệc trà chiều quý tộc của tầng lớp thượng lưu Anh Quốc với vương hông lãng mạn cùng những biểu tượng hùng vĩ của đất nước mù sương như tháp đồng hồ Big Ben, bút điện thoại đỏ, xe buýt 2 tầng khiến không gian bữa tiệc thêm phần thơ mộng. Trong bữa tiệc, các khách tham gia có cơ hội thưởng thức vị trà hơn 310 năm tuổi nổi tiếng thế giới, từng được nữ hoàng Elizabeth phong làm quốc trà của Anh Quốc, Twinings Tea, kèm những món bánh ngọt đặc trưng trong tiệc trà như bánh scone, macaroon, croissant. Bên cạnh đó, khách mời còn được thỏa sức tạo dáng bên gia đình bá tước George Grey. Sự kiện tiệc trà hoàng gia đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía những người tham gia. Dudev London hy vọng những sự kiện sắp tới sẽ nhận được sự đón chào nồng nhiệt hơn nữa từ quý khách hàng.